năm sáu hộ cũng được đến đầu năm nó đi đấy bán rẻ ấy à. Là Tết là mình mua còn đông do bán thôi, mới làm có 2 tuần nữa mà. Tuần nữa thì chủ yếu thứ năm thứ sáu là cả ngày, còn đâu là những ngày kia thì tầm 30 phút đi chị. Nó đi vào rồi, thôi ông kia xong mình thể